Chào mừng quý nhà đầu tư đến với bản tin Morning Note sáng ngày 30 tháng 7 năm 2020 do công ty chứng khoán Zonta Việt Nam thực hiện. Chủ đề ngày hôm nay: tâm lý bán tháo đã giảm, cổ phiếu khuyến nghị VIB. Như thường lệ, chúng ta sẽ cùng điểm qua diễn biến thị trường thế giới. Fed giữ nguyên lãi suất như dự kiến, Fed cam kết sẽ tiếp tục duy trì mua trái phiếu cũng như là duy trì các chương trình cho vay. Đồng thời, Fed cũng cho biết sẽ kéo dài chương trình hoán đổi thanh khoản USD và các hoạt động repo tạm thời cho đến 31 tháng 3 năm 2021. Thị trường chứng khoán Mỹ phản ứng nhẹ nhàng trước nhận định của Fed, các chỉ số đều đóng cửa ở sắc xanh. Chỉ số S&P 500 quay trở lại vùng đỉnh cũ và vùng kháng cự được hình thành từ khoảng trống giảm giá trước đó. Đồng thời, xu hướng ngắn hạn của chỉ số này vẫn duy trì ở mức tăng. Về diễn biến các quỹ ETF, quỹ Vanguard tiếp tục được hút ròng thêm 17 tỷ vào chứng chỉ quỹ khi tỷ lệ premium của quỹ này đang là 0.5%. Quỹ DB hút ròng thêm 29 tỷ vào chứng chỉ quỹ. Quỹ E1 VFVN30 tiếp tục hút ròng 12 tỷ vào chứng chỉ quỹ khi tỷ lệ premium của quỹ này đang là 0.84%. Về diễn biến thị trường Việt Nam, khối ngoại mua ròng mạnh trong 4 phiên liên tiếp, khối ngoại mua ròng hơn 295 tỷ, nổi bật nhất là khối ngoại mua thỏa thuận lớn ở cổ phiếu KDC với giá trị hơn 125 tỷ. Đồng thời, khối ngoại quay trở lại mua ròng các chứng chỉ quỹ ETF, FUEVFVND và FUESFVFL. Điều này cho thấy khối ngoại đang tỏ ra lạc quan hơn với thị trường, nhưng xu hướng này vẫn cần tiếp tục theo dõi. Điểm tích cực là các quỹ ETF nước ngoài cũng được huy động thêm chứng chỉ quỹ trong thời gian gần đây. Cổ phiếu hôm nay VIB. VIB công bố kết quả kinh doanh quý 2 năm 2020 với doanh thu thuần đạt 124 tỷ đồng, giảm 8.8% so với cùng kỳ, trong khi đó lợi nhuận sau thuế đạt 68.8 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ công ty báo lỗ âm 3.5 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế trong kỳ tăng mạnh chủ yếu đến từ việc 1. Tỷ suất LNG được cải thiện nhờ giá nhiên liệu giảm, khiến cho LNG của VIB đạt 40.5 tỷ đồng, gấp 5 lần so với cùng kỳ. 2. Lợi nhuận khác đạt 56 tỷ đồng đến từ việc thanh lý tàu Petrolimex 06. Lũy kế 6 tháng đầu năm 2020, VIB ghi nhận doanh thu đạt 270 tỷ đồng, tăng nhẹ so với cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế đạt 72.7 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ ghi nhận khoản lỗ 21 tỷ đồng. Cho năm 2020, VIB đặt mục tiêu doanh thu là 588.3 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế là 54.4 tỷ đồng, lần lượt giảm 8.9% và tăng 49.6% so với thực hiện năm 2019. Như vậy, công ty mới hoàn thành được 46% mục tiêu về doanh thu, nhưng đã vượt 33.6% về mục tiêu lợi nhuận cho cả năm 2020. Kế hoạch cổ tức tối thiểu là 6% tiền mặt. VIB dự kiến sẽ đầu tư tàu chở xăng dầu hóa chất đã qua sử dụng hoặc đóng mới trọng tải phù hợp với tổng mức đầu tư tối đa là 580 tỷ đồng để dần thay thế trẻ hóa đội tàu hiện tại. Bên cạnh đó, công ty cũng dự định bán 2 tòa nhà 37 Phan Bộ Châu và 443 Quang Trung, Hải Phòng. Chúng tôi cho rằng VIB sẽ tiếp tục được hưởng lợi từ giá dầu thấp trong năm 2020. Bên cạnh đó, việc bán các bất động sản và thanh lý đội tàu cũ cũng giúp cho công ty có được những khoản thu nhập bất thường. Ngoài ra, VIB có lượng tiền mặt ròng khá lớn, ước tính khoảng 5.000 đồng trên một cổ phiếu và thường xuyên chi trả cổ tức bằng tiền mặt với tỷ suất cổ tức trên 10% so với mức giá hiện tại. Hoạt động kinh doanh của VIB tương đối ổn định nhờ các hợp đồng vận chuyển xăng dầu cho Petrolimex. Ở mức giá hiện tại, cổ phiếu đang được giao dịch với PE là 2.9x, thấp hơn so với mức PE trung bình ngành là 14.1x. Mức top rating của VIB ở mức 84 điểm, cho nên chúng tôi duy trì đánh giá tích cực mức xếp hạng tăng trưởng của cổ phiếu này. Đồ thị giá của VIB có phiên breakout đỉnh ngắn hạn với khối lượng giao dịch tăng đột biến so với khối lượng trung bình 20 phiên. Đồng thời, xu hướng ngắn hạn được nâng từ mức giảm lên tăng. Do đó, chúng tôi khuyến nghị các nhà đầu tư ngắn hạn có thể xem xét mua ở mức giá hiện tại. Giá khuyến nghị 5.54, xu hướng ngắn hạn và xu hướng trung hạn đang là xu hướng tăng. Mục tiêu ngắn hạn 6.17, upside ngắn hạn so với giá hiện tại là 11.45%. Mức cắt lỗ ngắn hạn 5.2, tỷ lệ lãi lỗ trung bình 1.87, thời gian nắm giữ dự kiến là 18 phiên, tỷ trọng giải ngân tối ưu 7.57%. Về quan điểm thị trường ngắn hạn, chúng tôi cho rằng thị trường có thể sẽ tiếp tục biến động theo hướng đi ngang và chỉ số VN Index có thể sẽ biến động quanh mức 800 điểm. Điểm tích cực chúng tôi đánh giá là tâm lý bán tháo đã giảm dần, thay vào đó lực cầu ngắn hạn đã được cải thiện tích cực hơn tại các vùng giá thấp, đặc biệt là dòng tiền có dấu hiệu quay trở lại nhóm large cap và mid cap. Tuy vậy, rủi ro ngắn hạn vẫn ở mức cao và dấu hiệu tạo đáy vẫn chưa xuất hiện. Hệ thống chỉ báo xu hướng của chúng tôi vẫn duy trì mức giảm xu hướng ngắn hạn trên hai chỉ số chính. Do đó, chúng tôi khuyến nghị các nhà đầu tư ngắn hạn nên tận dụng nhịp hồi phục để hạ tỷ trọng cổ phiếu và hạn chế tham gia bắt đáy ở giai đoạn này.
Quý nhà đầu tư có thể tham khảo tín hiệu mua bán cổ phiếu tại trang web gsjada.danta.com.vn. Dưới đây là danh mục khuyến nghị ngắn hạn được chúng tôi update hàng ngày. Quý nhà đầu tư có thể theo dõi và lựa chọn cho mình những cổ phiếu phù hợp nhất. Bản tin của chúng tôi đến đây là kết thúc. Hẹn gặp lại quý nhà đầu tư trong bản tin Morning Note sáng ngày 31 tháng 7 năm 2020. Chúc quý nhà đầu tư thành công!